Ok, để tạo được cái menu home cũng như là cái menu đăng nhập ở đây ấy, thì trước hết anh chị sẽ vào action này. Menu anh chị tạo cho em 3 cái action tương đương với 3 cái nhóm ở trên này. Chúng ta có một phần ở đây thiếu một cái web nữa đúng không ạ? Web nữa. Rồi, đầu tiên là nó sẽ mở một cái web. Nếu như không có thì nó sẽ mở app app khác đúng không? Chúng ta có thể sau này có rất nhiều app liên kết với nhau thì nó sẽ có thể là mở sang app khác, hoặc là nó hai cái này mà trống thì nó sẽ mở ra những cái cửa sổ ngay trong cái app này, chính là cái phần chức năng này. Đó, thì anh chị sẽ liệt kê từng thao tác một. Đầu tiên chúng ta sẽ có open web đúng không? Chúng ta ghé ở đây đến cột web này. Điều kiện ở đây là y not blank web. Cái này cho ẩn đi nhé. Thứ hai, chúng ta sẽ link to app đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ dùng là link to view. View app. Rồi điều kiện ở đây thì sẽ là y not blank app. Thứ ba nữa là chúng ta link to view. Đó, thì ngay bây giờ thì mới là đi đến cái các cái kiểu xem trong app của chúng ta này. Ở trong cột chức năng. Cái này thì không cần điều kiện gì cả đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nối ba cái action này lại với nhau. Cái này cũng chọn đi. Ok, chúng ta sẽ vào menu. Rồi, ở đây chúng ta sẽ hình ảnh này. Chức năng. Cái này là mô tả này. Ở đây thì sẽ là menu home. Ok, chúng ta vừa thêm một cái cột web nữa nên là chúng ta sẽ regen lại để cho nó hiện cái cột web ở đây. Ok. Đây chúng ta sẽ group theo nhóm nữa đi đúng không ạ? Nhóm này. Đó thì khi bấm vào phiếu không phù hợp thì nó sẽ dẫn chúng ta đến bảng phiếu phù hợp ở đây. Nhá, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái dashboard vừa nãy. Danh mục sản phẩm, danh sách nhân viên. Ok. Rồi, khi mà đã có các bảng này rồi thì em sẽ tinh chỉnh cái này một xíu nhé. Đầu tiên là các cái bảng này chúng ta đã có menu home này, chúng ta có thể cho ẩn đi được. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ vào phần setting này này. Để cài cái starting view mở đầu ấy, tức là khi mà user họ mở lên ấy, thì đầu tiên là họ sẽ dẫn đến cái phần đăng nhập đăng xuất này. Rồi trong phần đăng nhập đăng xuất này thì sau khi mà đăng nhập xong thì nó sẽ phải dẫn user về màn hình đăng nhập đúng không ạ? Em sẽ để là đăng nhập đi. Đổi lại tên một xíu. Thôi rồi. Đây, đúng không? Đó, Finish View chúng ta sẽ để là menu. Đây, thì vậy khi đăng nhập xong ấy thì nó sẽ dẫn user về menu home. Đó. Rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chắc là đến 9 rưỡi chúng ta sẽ nghỉ. Nên là em sẽ hướng dẫn với anh chị một cái tính năng cuối cùng mà em muốn bổ sung vào trong cái app này. Đó là chúng ta sẽ bắn được cái thông báo về Telegram.